Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nhíp Ly, ngươi đúng là khẩu khí lớn thật. Những năm nay, trời mới biết được thù hận của ta đối với Nhíp Ly thâm sâu cỡ nào. Mỗi một ngày đều hận không ăn sống thịt của hắn. Ai mà từng nghĩ rằng Nhíp Ly lại rời khỏi thế giới Tiểu Linh Lung, bây giờ hắn lại tự tìm đến tận cửa. Diệp Hàn, ngươi phản bội Quang Huy Chi Thành, lại phản bội Minh Vực. Thân là con người, lẽ nào không có chút sự xấu hổ nào hay sao? Xấu hổ, đó là cái thứ gì? Nhíp Ly, ngươi đã hủy đi tất cả mọi thứ của ta. Nếu như không phải là ngươi, Diệp Hàn ta sao có thể rơi vào bước đường này? Ngươi đến rất là đúng lúc. Hôm nay ân oán giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc rồi. Không gian đều sắp bị lứt ra rồi. Nhíp Ly cẩn thận. Diệp Hàn đã đột phá đến thiên mệnh cảnh giới rồi. Nhanh né đi. Nhíp Ly, mau né đi. Không hay. Đừng mà. Nhíp Ly chết rồi sao? Nhíp Ly, cho dù ngươi được chọn đúng về Long Khư giới vực thì đã sao? Cuối cùng vẫn không phải là chết ở trong tay của Diệp Hàn ta hay sao? Diệp Hàn đã nhìn thấy cái gì rồi? Phản ứng này, có khói không nhìn thấy. Một quyền tại sao lại có khói? Quần áo quá bẩn. Diệp Hàn, vừa nãy ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hay là ngươi nói lại lần nữa đi. Hả? Ngươi không thể nào. Không thể nào. Ta thôn phệ mảnh vỡ thần cách của lão già hỗn độn minh thần, còn săn giết nhiều cường giả bí cảnh như vậy. Một thân tu vi sớm đã đến thiên mệnh đỉnh phong. Sao ngươi có thể chặn được công kích của ta? Hỗn độn liệt thần quyền. Cái gì? Diệp Hàn, đây chính là đột phá những năm nay của ngươi hay sao? Quá yếu rồi đấy. Hả, nhẹ nhàng như vậy, Nhíp Ly này rốt cuộc đã tu luyện đến tầng tự gì vậy? Đáng ghét, hỗn độn linh mộng. Toang rồi, chiều này tuyệt đối là không thể lao lẽ được.